Rồi, bây giờ là tới phiên trồng cái bánh xe. Trồng xương đá vô bánh xe. Đó, cái này là tác phẩm đã thành công rồi nè. Khô rồi đó. Đẹp quá ha. Ừ, đẹp ha. Có cần để gần bánh xe anh không vậy? Hả? Cần để gần lại bánh xe anh để chứ. Gần cái bánh xe anh không? Được rồi, thấy hết rồi. Ừ. Ok. Buổi chiều còn đẹp hơn. Bây giờ vô chỉ cái lỗ đi. Khoan để chụp tấm xác này. Để anh chụp hình chưa? Cái đẹp. Đây nè, bây giờ chụp nè. Đây vô con. Rồi. Dở cái đó lên chỉ. Cái này á là bây giờ mình muốn trồng cây thì mình phải phải dít nó qua đằng bên. Phải có cái dĩa mà mình đo nó vừa đó hay cái gì cũng được. Đó khoan. Đưa qua đây để thấy cái lỗ. Đâu? Đưa qua đây cái dĩa đó. Đó đã thấy lỗ không? Đây nè. Thấy lỗ xung quanh không? Đây nè, xoay lại hướng này cho dễ hơn. Đó lỗ đó. Ừ. Mình phải khoan mấy cái lỗ đó nữa. Rồi. Để thoát nước. Cái này nó vừa với cái khu này thấy không? Rồi. Bỏ xuống. Bây giờ bỏ xuống đi. Khoan bỏ cái bao. Nhưng mà đúng ra bỏ cái bao trước. Cái rồi mới bỏ vô thì nó mới. Rồi bây giờ là cái bao nãy mình xịt sơn á là mình tận dụng luôn ha, cắt làm đôi. Lấy cái chân đạp vô á để giữ nó lại. Rồi bây giờ cắt xong rồi ha. Bỏ vô. Trồng vô. Đó, để xung quanh. Đừng cao quá nha. Để cho đất đắp để ấy, rồi bỏ cái dĩ vô. Cái dĩ đó vừa khít luôn á, nãy thấy rồi ha. Thọt cái tay ngay giữa chỉnh đó. Vừa khít rồi phải không? Rồi để cái đó lên che cái lỗ lại. Chỗ này mình sẽ đổ đất vô anh hả? Rồi bây giờ bê về cái chỗ mà mình muốn trồng để mình làm nha. Bê thử rồi. À. Không nổi đâu. Chưa? Rồi, bấm rồi á. Cái này là liên trộn đất nha. À, để thẳng đây chút. Cái này hột trắng trắng, bữa có quay cái bao đất rồi. Rồi cái này là đất mới, nó có phân sẵn rồi. Rồi, lưu sới nó nha. Vô. Cái này là tùy theo mỗi người trồng thôi, liên thì liên trồng vô trong, liên không có trồng ra ngoài. Nó lớn lớn lên. Đứng hơi xa. Thì trồng sen đá. Liên chọn cái cây nào mà nó trồng ngoài nắng được á. Thì liên mới trồng đó. Cái đất pha như vậy là tại vì có lý do đó, là ở ngoài này nắng quá với lại ấy á, mình trộn như vậy nó cũng thoát nước mà nó cũng có cái độ ẩm nhiều, nó sẽ không có cát cho chút xíu vô. Chưa xí nhề. Hết bao luôn. Cứ đổ vô đó luôn đi, rồi đổ vô trộn đi. Thôi rồi thiếu đất. Thiếu đất. Thiếu đất. Còn mà. Thằng đất mà. Mình lấy ra không đủ rồi. Mình lấy ra thôi. Chờ liên chút. Chờ liên chút. Chờ liên chút. Đảo. Kéo nãy anh dẹp đâu anh ơi. Đây nè.
scissors. Mẹ đang cắt đồ. Được rồi, lấy thêm bao đất đi. Rồi, lấy thêm bao đất nha. Cái hộp trắng trắng ở trong bịch đất đó cũng có sẵn rồi đó. Có đó, nhưng mà tại mình bỏ sẽ đổ con đá này vô. Trời, không có để phua. Xới lên lại nha. Ây da. Xong. Đất này có dinh dưỡng rồi, không phân không gì nhé. Mình không có trồng qua cái mí này nha mọi người. Tưới nước nó không văng, với lại nó tốt hơn là mình chằng nó văng mấy cái đá đồ lên á. Bây giờ mình bươi cái chỗ này trước nè. Để mình lấy cây mình bỏ vô là nó tới đây nè, để đá là vừa. Đất ẩm không? Hả? Đất ẩm không? Ẩm, ướt lắm nè. Thôi cái ẩm được rồi, không ẩm phải phun chút xíu nước vô. Không không không. Đất này không có khô, đất này trong bao mình mới ra nó chưa khô. Rồi mình đi xới cây cái nha. Đi lấy cây hả? Bên đó. Bên nào? Lấy cái đồ sáng đó. Đây nè. Thấy được không? Còn mở đèn không? Sao nó không cháy vậy? Mà thắp pin nè. Ồ. Sao vậy? Sensor. Nhìn nè. Nhìn em mới chịu. Đây. Nè, cái bụi này 1 2 4 lấy hết luôn nha. Thấy không? Cái này tại sao nó không thấy đường? Chưa đủ tối á, cái xe bàn đèn sau lưng chưa sáng nữa kìa. Cầm đi, mày lấy cái cho. Em lấy bụi đó đó. Bụi nào? Bụi nhất á. Bụi này nha. Bụi đó đó. Bụi này nhỏ lắm. Rồi. Bụi đó xinh nhìn lắm. Bụi này chắc phải chục nhánh. Giờ ai cầm, anh cầm hả? Cái này là mình trồng dưới đất. Đứng lên là cả vấn đề nha. Phải lấy luôn cái rễ, lấy luôn đất á, chứ đừng có lấy giật cái cây không nha. Nó dính nhiều đất được dính anh ơi. Bên hông cũng là dính nguyên bụi luôn hả? Ừ. Lấy hết luôn, coi chừng gãy hai cái bên ngoài nè. Hả? Hai cái bên ngoài cũng của nó luôn á. Hai cái này nè, cũng của nó luôn nè. Vấn đề là em chèm đá dưới á, em ra từ từ để em moi nó dính cái đã. Dính đâu vậy? Nặng quá vậy? 20 minutes. Rồi lên hết rồi. Nè, thấy không? Thôi đi vô kia thấy. Đi, đi. Nè. Đây luôn, đây. I'm gonna go in at 20 minutes. When it turns off. I don't know why it goes in at 20 minutes when it turns off. Oh my god. Để đỡ đó thì mình sắp nó lại. Đang cho mấy cái cây lá đứng ngoài chỗ này xanh nhiều quá. It only goes in 20 minutes when it turns off. Okay. Bây giờ mình trồng trước đi nha, lá mình từ từ bẻ. Không thấy tối tới đường nữa. Lý do Liên chọn cái cây này là nó sẽ đỏ. Với lại nó chịu nắng được lắm á. Cái lá kia đang cháy nhưng mà đừng có nhổ nha. Nhổ là cây bị thương á, để từ từ muốn nó khô lấy. Không, em nhổ rồi. Ừ. Lấy cái lá khô. Nhổ cái gì ạ? À? Có cái lá xanh xanh kìa. Hả? Cái gì? Cái cây rau má. Lấy ra luôn. Cái này mình lùa đất vô đó xong mình phải lấy cái bao á, mày lấy cái thùng giấy trồng che lại nha. Nắng là nó sẽ cháy cây liền á, nó hư cây mình. Bây giờ mình lùa đất nó vô nè. Cái này. Đợi. Để sửa lại chút. Cái này mình đúng rồi, cái để sửa lại chút. Để không có gãy. Rồi. Đây mình lùa đất vô nè. Cái cây này gì vậy? Đi lùa đất vô nè mọi người thấy không? Chết rồi, không biết em có quay được không? Được chứ, thấy hết á. Cái này đất này có phân rồi nha, mọi người đừng bỏ phân, bỏ gì hết. Giờ mình chêm nó vô trước đi. Lấy gặt mới được. Lùa vô mấy đất thôi, đừng có cao quá là nó.
biến nhưng mà nó phải vô. Còn không thì cho nó thấp xuống chút. Để nó một rễ đó. À, cái cây này nó còn bự nữa nha chứ không phải nó vậy đâu. Nôm ra liên. Chỗ này chỗ này, con đứng sau lưng mấy mày. Ờ à, đó, đứng đó đó. Ừ. Nè, em để đất vô vậy nè. Đó, là mình sẽ chêm đá dưới này nè, để cho nó hỏng, đừng có dính cái lá với cái đất á. Mình chỉ dính cái cây rễ thôi, đừng có lấy cái lá với cái đất này, nó sẽ bị thúi dễ. Liên sẽ lót đá ở đây. Henry, he's so old, he's chicken room, so I'm just gonna let him just take okay, turn on the lights. That's what he's doing here. Cái này mấy mốt nó phua đầy luôn á nha. Cái loại này bự lắm. Mỗi một cái bông của nó bông mẹ nè, thấy không? Thì bông con nó sẽ bự nữa. Wait, mà there's nó... a ladybug. Why? Có không? Có kìa, kệ đi. Đâu? Oh man. It's okay. Mẹ, mẹ bắt không được cho này rồi. It's okay, it's okay. Thôi mẹ chêm đá nha. Rồi không, ngày mai quay lại cho mọi người coi nha. Chứ giờ sợ thấy phua. Should we do a second one? Like a second chance? Because I want to see. Rồi, I'm gonna do a second chance. Thêm nước đó. Em muốn thêm miếng đất nữa. Oh, à, chút xíu là được. Thêm cho nó bằng. Really want to lay bug. Lay bug mày không biết. Thêm cho nó bằng để đá cho mẹ. Liên không muốn trồng phua là cái này nó lớn nữa đó. Nên là để nó như vậy thôi chứ mình không muốn cho nó lên nhiều nữa. It's kind of heavy. À, chứ quên nữa. Liên sẽ để cái này nó cao hơn cái này, lúc mà để đá với dội nước á thì cái chỗ này nó thấm nước thôi chứ nó không có, mình để cao cái này hơn cái này nước nó vô trong cái chỗ úng á. Nó dễ úng cái này đó. Mình lỡ mình tưới nhiều nó cũng không sao. Rồi bây giờ em đem đá vô. Không để thêm đất nữa sao? Tại vì muốn nó phua. Hay là muốn đẩy lên trên. Được rồi, được rồi, được rồi. Tại muốn nó bự lắm. Được rồi, được rồi, được rồi, không có thêm đất nữa. Chứ không phải là ít đâu. Muốn nó còn lên cao nữa mà. Chứ lại mình muốn thấy cái sen của mình đẹp á. Muốn cái thùng nó đẹp. Kéo cái bình đất ra chỗ khác. Mình phải chêm đá lớn ở dưới mấy cái cây này nữa nha. Trời ơi, làm đá. Trên này quơ vô chậu có mì kìa. Hả? Ok, được rồi, được rồi. Đó, vậy đó. One step ahead of you. Ngứa mũi quá. Lý do mình để cái đá này là nó this không có kind of mình phải làm đá lớn đi xem mà cho đẹp. Nghe cái lỗ bên này nè. Con cái cây nâu á, lấy bỏ vô luôn đi. Cây bữa mới đó. Hả? Bỏ nữa hả? Mốt mình nó bự lắm. Nghe gốc đây nè. Thêm nữa hả? Ừ, ngay góc này nè. Thằng cái đỏ này. Để đi, mai mốt chừng nào mà nó nhiều lên, thích thì dở lên lấy chỗ khác. Ok. Đó. Thấy không? Đây hả? Ừ. Xích ra ngoài chút, đừng có cho đụng. That looks like so hard. No, I'm going to take them. I'm going to take them. Are you doing your part of it? Thôi được rồi. Đắp đi. Hả? Được rồi, rẽ đá đi. Từ từ cái đẹp.
lít tuyết đỏ, hồi nãy ông để cái này qua đây có lít tuyết đỏ mà bỏ vô nữa là được. Muốn thì lấy. Trước sàn lấy cái đó. Thì lấy đi. Lẹ lên. Khoan, đâu? Giật đâu đâu vậy? Giật ở đây. Giật ở bên này hả? Tại vì vài bữa nó trồng đột biến ở đây rồi. Ok. Ừ, nên em lấy cái chỗ này ra luôn. Đâu để lên đây, để đây coi coi. Đưa đưa lên đi. Chờ em chút. Đưa lên đây. Đẹp không? Ừ. Thôi chừng rớt rớt dính đất vô mấy cái kia. Màu đỏ rồi. Vậy em phải nới cái này qua rồi, còn không là bên nào. Ba đĩa em coi. Nới đi, nới đi, để bên này đi. Nới để bên này hả? Nới nha. Rồi nới đi. Nới ra ngoài xích qua đây. Ok, cái này lát nữa. Ngay đây nè. Người ta biết rồi, đang làm. Đây được chưa? Cái con này phải mọc nữa nè. Đừng có cho đụng cái kia kia. Đây là hết rồi. Ok. Thấp xuống nữa. Thấp xuống nữa hả? Thấp xuống thì dễ thôi. Rồi, được rồi đó. Con lại gần con đứng ngay đó chút cũng được nè. Yeah, cái đi, mua. Cái sân mình thấy không? Cái đèn solar bữa tối nó lên rồi. Đèn solar bữa tối lên rồi. Mình đi tới đây ha. Tới chút xíu nữa là đèn nó sẽ sáng lên nữa. Ở đây có cái sensor nữa. Đó, nó sáng lên nữa. Đó, solar everywhere. Trên này cũng solar cái nữa nè. Cho này. Cô bắt đi. Rồi đè ra đây lùi lên. Cho này quay mặt qua ba. Đừng có quay đèn. Đưa cái đèn qua đó. Ờ đúng rồi, quay mặt qua thôi. Security cameras over here. Security cameras and all else doesn't work. And you, if you keep going, you can make the video. Mm-hmm. It's gonna be, take a long time for somebody to watch this thing. Đây, nằm đây, tại vì sẵn cho nó dựa, cho nó đẹp luôn. There's your leaves. No, no leaf patties. Như đây nè. Được rồi. Nó đồng thanh đồng thủ với con kia. Em không thấy được. Đây. Cái chạy. Đó. Xung quanh. Sẵn cho tí mình mua đó. Còn nữa là
Why did the light turn off and turn on? Oh, nó cần cái sensor, nó cần cho mình nói chuyện với nó. So then you're talking? Mm-hmm. Maybe it's getting too cold as the sensor gets too cold. Just have to do it though. And then kind of itchy inside too. I don't know why I'm getting itchy inside. Đồ chơi của em nè. Đó đẹp không? Có bông sẵn. Ấn nó xuống rồi. Xí. À, chữ liên nè. A à, ha, vườn sen đá của liên nè. Ở đâu đây? Nó chỗ để luôn nè. And it looks like a lemon, my favorite. Đâu? There. Đưa quá. The silver pumpkin. Con ngựa này đâu nè? Chỗ để nè. Góc ở đây nè. Ngoài á. Nghiêng ra. Nó no, no, no. Ờ đó. Rồi, mình đang kê mấy cái này. Cái này gì ạ? Để đâu đi ba ơi. Rồi, cái này để đâu? Này giấu đây đi, chắc bên bao quay bên này coi. Nên mình cầm chặt cho ba quay chứ giờ chị thấy nó đâu có đẹp. Để nó lên cho nó. Mình phải kiếm đồ che nắng nha. Thôi được rồi. Anh kiếm đồ che nắng. Ngồi qua anh kia đi chụm tấm cho. Ngồi không thấy đường ta. Thấy mà. Cái này cầm giùm mẹ. Cái này. Cầm giùm mẹ. Here, let the plate go apart. This plate is this water. Đây con vịt. Đó, mình cứ để vậy vậy cho nó giữ cái độ ẩm thôi chứ gì. Cái này chị, really itchy. I'm staying here. Rồi, ai muốn để đâu thì để. Thôi được rồi. Rồi, đó. Ngồi xuống. Cận đèn không thấy được. Cầm chĩa xuống á. Chĩa xuống, nó chói. Úp xuống. Úp xuống vô cái đó đó. Khoan nha. Ok, để chậm tắm nha. 1, 2, 3. Để chụp thấy cho này luôn. Cho này làm chuyện chuyện tốt cho má mì nè. 1, 2, 3. Ok. Cái máy đầu che này lại. Mình che. Tại sao phải chờ buổi chiều làm? Tại vì không có nắng. Thì cây nó mới vô được, không có sốc nắng. Nó không sốc mà mình cũng không sốc. Con này em cần nói chứ bả tranh thủ á. Mấy đứa nhỏ mà nó ăn rồi nó yên lặng chút, nhà chị thấy giữ được chút á. Ban đêm mà tối tối bả chạy ra bả làm kiểu này hoài thường xuyên này. Cứ vài bữa chạy ra một lần, nhiều khi từng chạy ra một lần, làm tới 12 giờ đêm. Rồi xong ha. Final. Chờ nó lớn thôi. Phan nào mọi người lấy cái bao ngày mai. Buổi sáng là phải che nó vậy. Phủ nó xuống. Không là cây mình nó bị nắng đốt á. Nó mới đổi chỗ á. Em nghĩ bỏ trước. Ngồi xuống chụp lan tắm nữa. Dẹp cái xô kia giùm đi để chụp tắm để bỏ lên. One, two, three. Giơ ngón tay lên. Good. Ngày mai em sẽ trồng nữa để đẹp.
Rồi hai mẹ con bye bye rồi. Cảm ơn Johnny đi kìa. Cảm ơn cục cưng rồi. Nó nói là nó mệt á, nó mỏi quá. Mốt nó đổi màu quay lại nha. Mốt cái này đỏ nè, còn cái này vàng. Mốt cái bông này đỏ trơn, ở loại này nó đỏ vậy. Dạ. Nó gai ghê. Ngồi đem cứ hứa tay quá, em phải dọn nó rồi. Rồi mai phải ra làm tiếp chút. Cho em đá phủ thêm chút xíu nữa cho nè. Hành hả? Cũng thiếu đá chút, bây giờ mà tối quá. Sửa soạn nó lại. Bây giờ mọi người thấy màu xanh chứ mốt nó thành màu khác rồi. Chắc cái loại giống này nó màu khác. Rồi lấy tay ra, lấy ra chụp nó. Cái này là sen trong sen anh hả? Xin ra lấy cái chân ra luôn. Cái này sen trong sen. Sen trong sen. Rồi. À, mình chào mọi người nha. Mình đã làm bánh xe, có cái clip mà quay cắt bánh xe với lại sơn bánh xe, rửa bánh xe rồi. Giờ mình trồng vô luôn là hoàn thành rồi. Còn cây nó đẹp thì mình phải quay lại những cái clip mà về cây nó lên màu đẹp. Mình cũng trồng sang đá thì ở ngoài này đất này là tốt nhất rồi. Tưới nước một lần thôi, tưới nhiều là vì nhiều độ ẩm lắm á, dễ hư. Mùa mưa hay mùa lạnh gì á, mình chỉ lấy cái bao mình phủ lên thôi, nó dễ chơi lắm. Nó không đến nỗi nào mà mình để ngoài nắng được, không ngoài sân chơi được. Ngày mai em phải che lại. Chào tạm biệt mọi người. Ngắm xe, chỗ không biết nói gì là em làm xong rồi. Ai muốn coi cái clip thì chịu khó vô coi lúc mình cắt cái vỏ xe. Hắc 96, bye bye.